Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự hội nghị phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp năm 2021 do Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức. Cùng dự có đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, các sở ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và hơn 90 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố tham dự. Hội nghị là một trong những chuỗi hoạt động nhằm phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, là dịp thường niên để cơ quan hải quan và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ và tìm giải pháp để xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời hướng dẫn cho doanh nghiệp các văn bản mới được ban hành, những thay đổi về chính sách pháp luật, thủ tục hải quan, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ trong thực hiện thủ tục hải quan. Với phương châm kết nối, chia sẻ, đồng hành, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, trong năm 2021, Hải quan Đà Nẵng đã huy động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, đảm bảo việc thông quan hàng hóa, phương tiện được thông suốt, nhanh chóng. Tính đến ngày 10 tháng 11, số thu ngân sách nhà nước hải quan thực hiện đã vượt gần 22% dự toán năm, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021.